Vành vây mình tự vẽ không có trong rập, dán hai mặt vải bằng keo tan và cắt thành vây, hai cái ở thân, hai cái ở tay. Bạn nên làm kích cỡ to hơn, kích cỡ này hơi nhỏ khó thao tác. Nho nhỏ nên phải chừa một khúc nhỏ để lột ngược đuôi, to thì không cần chừa, lột xong may lại. Nhỏ quá mình phải mở phần cẳng lưng để nhét xương vào cho dễ hơn, làm to thì không cần. Xương mình sẽ hướng dẫn xong. Mình quên cái tát phải tháo ra lắp lại. Đuôi tóc mình tính thắt phím, nhưng cái dài quá mình dùng hai lọn thôi. Mình sẽ có hướng dẫn may áo nha. Cảm ơn bạn đã xem, hẹn gặp lại ở video sau.